4 5 6 7 Anh ơi, điểm ngay nè, anh ơi, điểm đi anh. 8 rồi 9 10 Đạp xiết rồi. Mức bình thường. Rồi cô Vân, thử ngon cô ạ. Nhi. Dạ. Đi ra ăn sáng đi. Dạ. Em ra ngồi nghỉ đi, anh làm nốt cho. Em chỉ cần ngồi thôi, cả thế giới để anh lo. Nhanh cái chân lên. Ăn phở thì cô không lấy tiền nữa. Sao tự nhiên cô nấu phở mời mọi người vậy? Nhà của cô thích làm gì đấy là việc của cô. Cô thích nấu mà. Chị. Của em này. Sao? Không đi ăn phở à? Người ta không thích thì thôi cô ạ. Đỡ phí phở. Cháu ăn mà. Cháu rất thích ăn phở. Đúng rồi. Thì chị ăn đi này. Này, thử ăn đi. À, cô chủ nhà ơi. Gì? Khu nhà mình có bao nhiêu phòng vậy ạ? Có 6 phòng. Nhưng mà cho thuê hết rồi. Kín đến tận sang năm cơ. Cháu ở đây với cô cả đời luôn. Làm con cô luôn cũng được ạ. Chuyện. Cháu cũng muốn ở đây. Hay là cô cho cháu thuê luôn phòng bên cạnh nhé. Hai thằng kia nó đang thuê rồi. Thì cô đuổi họ ra cho khác thuê. Để lại cho cháu là được mà. Cái gì? Cô lấy quyền gì mà đuổi? Quá đáng bừa chứ. Cô Vân, theo bộ luật xóm trọ, điều số 4 dòng thứ 4 do cô Vân Sinh đề ra. Không để người lạ ở chui trong nhà. Thế đây là ai ạ? Người lạ? Người thân. Đây là cháu của chú Tiến. Chú Tiến là bạn của cô. Người thân của chú Tiến nhưng là người dưng với bọn cháu. Đúng. Thế nên là theo bộ luật xóm trọ do cô Vân Sinh đề ra là vẫn không được. Đấy là cháu còn chưa nói đến chuyện. Bây giờ cho người lạ vào rồi nhân cách người ta không đàng hoàng, nó ảnh hưởng an ninh chung ra. Đúng không ạ? Đúng ạ. Anh nói là nhân cách có vấn đề hả? Ai nói nhở? Mày à? Không. Anh thuộc anh? Không bao giờ. Long, nốt giấy tiên phong. Đồ thần kinh. Cô nói cái gì? Tôi nói anh đó, không nghe rõ hả? Này này này. Sao? Cô ấy. Thôi. Làm cái gì đấy? Thế tôi hỏi ai anh nhá? Nhà này nhà của ai? Cô Vân. Nhà này là nhà của tôi nhá. Tôi thích làm gì, tôi thích đưa ai về ở đây là việc của tôi nhá. Tưởng đóng được vài cái đồng bạc nhà trọ rồi lên mặt à? Vớ vẩn. Này, cháu cứ coi như là cái bọn này nó là bọn vong đi. Đừng để ý chúng nó nhá. Coi như không nghe, không nhìn, không thấy. Ăn này, ăn, ngon, ngon, ngon. Cháu không thích ăn nữa. Mất ngon. Càng con. Nhi ơi. Này cô Bảo. Nhi. Nhi ơi. Yeah. Ăn phở. Cháu mời cô ạ. Chúng mày vừa phải thôi nhá. Chúng mày đang ăn không phải trả tiền đấy. Không có cái kiểu mà ăn mà không trả tiền như thế. Mà ngồi xuống một cái mà móc máy nhau như thế nhá. Từ lần sau mà ngồi xuống bàn ăn nhá, mà còn nói nhau cái kiểu đấy. Quýt đấy. Hết cả việc. Mới sáng ra điền hết cả người. Cái mình. Đúng không ạ? Một, hai, ba, chín. Nhi, cô nhờ tí việc đây. Dạ không, cháu bận lắm. À, đi chọn trong khu mấy bộ quần áo. Không. Ôi mà, cô năn nỉ đấy. Giúp cô tí. Cô muốn gì thì cháu cũng giúp. Nhưng với một điều kiện, là cô phải đuổi cái tên đáng ghét kia đi đi. Tên nào đáng ghét? Thằng kia. Dạ. Đi. Cô đuổi cháu đi thật đấy ạ? Cô Vân. Đi. Nhưng mà. Đi là đi. Đi đi. Đi. Nhanh. Vâng. Đuổi lật đuổi ra ngoài, tại sao lại đuổi vào phòng? Thì nó đuổi nó đi, thì nó đi vào đâu thì kệ nó. Cô này. Đuổi thế là được rồi. Cô
Cô. Cái gì? Cháu còn đang bận đồ ngủ. Thôi mình đi về đi. Này, bận đồ ngủ thì có làm sao đâu. Đây người người ta bận đồ ngủ mà. Bây giờ đi vào chọn cho cái chụp anh mấy bộ quần áo. Mấy hôm nay con tặng sinh nhật nó. Thôi nào, cháu chịu. Cháu không biết đâu cô tự chọn đi. Này con kia. Dạ. Cô nhìn thấy mày ăn mặc sành điệu, cô mới rủ mày đi chứ đi. Hôm trước mình thấy cái chụp anh khen cái nhìn xinh đấy. Nào. Ở đây có những cửa hàng như thế này luôn hả con? Có chứ sao không có. Mua bán ở đây thích lắm. Cực kỳ nhiều đồ đẹp nhưng mà toàn đồ xịn thôi. Ở đây à, mua đi bán lại xong mình không thích mình được đổi thoải mái. Cô còn có cửa hàng quen ở đây cơ. Chị Vân. Trời ơi. Lâu lắm không thấy chị qua em. Hôm nay có lô hàng kiện Nhật mới. Chị vào đây em cho chị xem. Đây chị ơi. Cái này hợp với chị luôn này. Không nhưng mà cái màu đấy nó tối quá em ơi. Chị đây, chị lấy cái màu này nhá. Đó cô. Cái đó xinh đấy. Cái này nhá. Được không chị? Cái này thì đẹp luôn này. Đấy. Đẹp luôn. Cái này được chị. Dạ. Vào đây em cho chị xem thêm. Cái này nhá, chị mặc đi ngủ à, đẹp luôn chị ạ. Con nhớ ạ. Thứ nhất là gì? Không được nhảy lên người bà. Rồi, thứ hai? Thứ hai là không được gây ồn ào ạ. Thế còn thứ ba? Phải ngoan ngoãn, nghe lời các thầy trong này ạ. Ôi, mấy cái đứa này đáng yêu thế mà. Thôi, chia quà cho chúng nó đi. Vâng. Bé chưa lấy quà nhá. Chồng chúng nó xinh xắn, đáng yêu thế kia. Mà bố mẹ chúng nó nỡ bỏ rơi con ạ. Bác ơi, thế Nhi vẫn chưa có tin tức gì ạ? Mấy hôm nay bác không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là lại nghĩ đến cái Nhi. Cha bù cho cháu. Từ ngày con ép te nó không có nhà là cháu xứng điên này đấy. Ăn ngủ nghỉ thoải mái. Bà mà, chính cháu đi luôn hay đấy bà. Cứ nói bậy này. Bà hay nhỉ? Cháu nói không đúng à? Nhi nó ở nhà có ngày nào nhà mình yên ổn không? Cứ suốt ngày cãi vã nhau, căng thẳng thần kinh. Thôi, nói nhiều quá. Bà cứ mặc kệ đi. Nhà không dạy được nó, cho nó ra ngoài đời. Đời sẽ dạy nó. Bác ơi, cháu sợ thế này cũng không ổn bác ạ. Cứ như vậy, Nhi sẽ càng xa gia đình mất ạ. Bác đã nói với thằng Vinh nhiều rồi. Nó bảo là cứ để cho nó dạy con nó. Dạy kiểu gì mà lại đuổi con ra khỏi nhà cơ chứ. Bây giờ chỉ có con nói, may ra thằng Vinh nó nghe. Con giúp bác nhé. Em gái ơi, cho anh hỏi là em có biết nhà chú Tiến không? Ở trong kia. Em có phải là cháu của chú Tiến không? Vâng. Tao hỏi mày, thằng Tiến đâu? Tôi không biết. Mày đi đâu? Tao hỏi lại một lần nữa, thằng Tiến đâu? Mày đi chạy đâu? Thằng Tiến đâu? Cái anh là ai? Tiến là ai tôi không biết, tôi chịu nhầm người rồi. Con này, mày vừa nhận mày là cháu thằng Tiến xong, bây giờ lại cãi à? Mày lươn lẹo y như thằng cậu của mày. Đâu có. Lúc này tôi bảo là vâng, không phải, nhầm người. Định chạy đi đâu? Mày chỉ cần nói cho tao biết thằng Tiến đã ở đâu, tao sẽ tha cho mày. Các anh tìm ra được tôi mà không tìm được ông ấy làm sao tôi biết được? Tao hỏi lại lần cuối, thằng Tiến đâu? Tôi không biết mà. Mày nghĩ tao đang đùa với mày đấy à? Mày có tin tao tát một phát cho mày bất ngờ không? Hả? Nói! Anh Đan! Anh có biết cậu Tiến ở đâu không vậy? Nói cho mấy anh này biết đi, mấy anh này đang tìm cậu Tiến á. Sao lại hỏi tôi? Sao tôi biết được? Em trai, đi vào đây! Thằng Tiến là ở đâu?
anh. Anh đừng có giấu nữa. Nói cho mẹ anh biết là cậu Tiến đang ở đâu đi. Tôi năn nỉ á. Nói đi mà. Nói mau. Nói đi. Thực ra thì chú Tiến ở ngõ kia. Chết rồi. Làm thế nào bây giờ? Theo kế hoạch của tôi. Hử? Một. Cái gì cơ? Hai. Ôi, chả hiểu gì cả. Ba. Nhiều cái gì không biết nữa. Đến ba thì chạy. Hả? Chạy à? Ok, được. Đại ca, không có ai ạ. Mày lừa tao đấy à, hả? Em nói nghiêm túc mà. Rõ ràng là lúc nãy em thấy chú Tiến đứng ở kia. Chú đứng một mình. Chú nhìn thấy em, chú còn... Hai... Xong rồi... Mà đâu rồi? Tại sao lại không bắt máy? Này, cậu cứ đi đâu thì đi đi nhé. Ở đây có bọn muốn giết cậu đấy.